Chú cái gì? Tướng tá người ta còn ngon mà chú cái gì? Bao nhiêu rồi? Dạ. Bao nhiêu rồi? Bao nhiêu gì chú? 16 hay 17? 16, 17 là cái gì giám thị? Còn cái tuổi mà. 18. 18 hả? Quá tốt. 17 bẻ gãy sừng trâu, 18 con ngựa nào mà chịu đựng nổi. Chú này kỳ. Người mà so sánh với trâu với ngựa không? Với lại tụi súc vật đó thì làm sao mà biết máy tính, làm sao mà biết gì về công nghệ thông tin? Cứ vậy hoài nè. Coi ăn miếng xúc xích đi, chắc đói lắm phải không? Chưa. Chưa đói hả? Ở quê tôi không hay ăn mấy cái đồ Tây này. Ăn đi, mấy cái này ăn riết rồi quen à. Nè. Tôi không ăn, tôi không ăn. Ăn đi. Giám thị cho tôi mượn máy tính đi chứ để hết giờ giờ á. Tên tèn. Cái gì kỳ vậy? Sao? Thấy sao? Được không? Hình nào giờ tôi chưa thấy ai vậy hết á. Quê mùa thật. Nhưng mà đỡ hơn mấy đứa trong tù này. Đó giờ đâu có ai đẹp giống như cưng. Toàn là cái gì đâu, đầu trâu mặt ngựa không. Tự nhiên hôm nay có cưng đó. Nhìn nó cuốn hút gì đâu. Nè, đừng làm ồn. Nè, ngoan. Em làm ồn á, tôi cho nó đem em về trại. Còn em ngoan ngoãn á, thì em ở đây chơi di tính thoải mái. Hiểu không? Nè. Rồi tôi sẽ cho em những cái ưu đãi nữa. Hiểu không? Thấy không? Cái này nó có gì đâu. Làm. Nè. Cho sử dụng máy vi tính khoảng 30 phút. Sử dụng xong, đem nó về, trở về trại. Có. Chơi đẹp chơi. Hai. Chào mọi người. Ông Nguyễn, mày chưa bị bắn chết sao? Chưa, trời chưa muốn tôi chết. Mày đi đâu mà cả năm nay không thấy mặt mày trên cõi mạng vậy? Chuyện riêng, không nói rồi. Ok, xuất hiện thì tốt rồi. Tham gia cùng bọn này đi. Tham gia gì? Tham gia vô đi quét. Đây là nhiệm vụ chính của đi quét. 15 thử thách, vượt qua được sẽ vào cộng đồng mạng của đi quét. Cũng đừng hấp cơ xuống ngọt của châu Á. Bên ngoài có ghi thể lệ đấy, cứ 5 giờ sáng là bắt đầu. Mày giỏi mà, tham gia đi. Vô được web là sẽ rất là ngầu đấy. Chứ có lẽ tôi không tham gia được rồi. Hẹn mọi người dịp khác. Bye. Hết giờ rồi.
Ê, có chuyện gì kể tụi tao nghe coi. Sao hai người kỳ? Tụi nó nói không có chuyện gì. Thì không có chuyện gì không? Tôi không hiểu hai người đang nói gì hết á. Tôi đi ngủ đây. Thôi kệ đi. Nó nói không có gì là không có gì đi. Khôn nhờ dạy chịu. Biết làm sao bây giờ? Ôi. Hết giờ rồi. Tất cả nghỉ việc. Tắm rửa chuẩn bị ăn cơm. Tôi sẵn sàng. Đi. Anh Tám. Không lẽ Lĩnh nó khoái kiểu như vậy hả? Không lẽ nó cùng hệ với ông Can Cường? Chắc vậy mới. Sao người thối vậy nhóc? Mồ hôi của tôi nó khai vậy á. Báo cáo giám thị, đại dân phạm nhân 683 đến. Sao? Như thế nào? Tôi nghĩ kỹ rồi. Cho tôi ở lại chạy cũ. Sao vậy? Hả? Sao vậy? Chạy mới là dành cho những người cải tạo tốt, cho nên sẽ được nhiều ưu ái. Tại sao mà cứ đòi ở lại đó làm gì vậy? Ê, tại tôi quen. Giờ tôi qua chạy mới, lỡ mấy thằng Phạm anh nó bắt tôi chào phòng thêm lần nữa rồi sao? Được thôi, nếu cưng thích thì chịu, cứ ở đó. Rồi tôi sẽ nói cho quản giáo á, sẽ nhẹ tay một chút là được thôi, chứ gì đâu nha. Cán bộ. Ừ? Cho tôi mượn máy tính chút nha. Lĩnh ơi, Lĩnh ơi, con không được chết. Tôi không giấu chàng, các người đừng bắt tôi nói. Tôi không biết là bố. Buông tôi ra đi, buông tôi ra đi. Tôi không giấu chàng, tôi không biết gì hết. Lĩnh ơi, chị bình tĩnh lại. Chị Lan, chị bình tĩnh lại. Chị Lan, chị bình tĩnh lại. Chị Lan, bình tĩnh lại. Không ai được làm hại con tôi hết. Có phim không? Nó nói là không thích coi mà sao cứ hỏi hoài. Coi đi từ từ thích gì không? Tôi mới lao động, người tôi mồ hôi không à. Ở đây. Cũng thú vị, mùi thơm thật. Sao mũi khai khai vậy? Thì tôi đã nói rồi, tôi mới lao động khổ sai, người tôi mồ hôi. Với là mồ hôi của tôi nó khai lắm. Khai cũng không sao. Thích là nhất thôi. Ê, chị bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại bác sĩ. Chị Lam, bình tĩnh lại chị Lam. Bình tĩnh lại chị Lam, bình tĩnh lại chị Lam. Tao thấy mày còn nhỏ, tao không muốn nói thẳng ra. Ổng là thằng biến thái, mày cứ chui đầu vô à. Từ trước tới giờ đọc báo, đọc truyện, tôi tưởng mình biết hết những chuyện kinh tởm.
Má nó, con chó đẻ thiệt. Dơ thiệt là dơ. Nó còn dơ thằng Hú Nận nữa. Nó là một thằng biến thái. Mà tao nói mày không bao giờ nghe tao trơn á. Đừng mà. Bác sĩ nói bệnh của cô Lam phải nằm bệnh viện lâu dài, nghe nói bệnh nặng lắm. Chắc tôi phải thu xếp việc nhà để lên đây thường xuyên với thế mấy. Dạ, chị Tám tốt quá. Mọi việc trên này tâm sự nhờ chị hết. Cùng là phụ nữ với nhau nên tôi thương cô Lam lắm. Nghĩ mà tức dễ sợ. Cha chồng gì mà cha ác giả mà. Không biết nói cái giống gì mà làm cho cổ điên lên vậy á. Vậy thằng Lệnh nó biết chuyện này cho chị? Nó chưa biết. Cho nên tôi mới tính đi thăm nuôi rồi nói cho nó biết đây nè. Chị Tám. Dạ. Em tính vậy chị coi được không nha. Bây giờ chị cứ yên tâm ở đây chăm sóc cho chị Lam. Còn cái chuyện thăm thằng Lệnh á, để em đi cho. Vậy hả thầy? Dạ. Vậy thầy đưa cái gói đồ này cho nó nè. Thầy nhớ coi cái nó mập ốm ra làm sao rồi về kể tôi nghe nghe. Cái thằng nhỏ nó ngoan hiền dễ thương lắm. Thiệt là tội nghiệp cho nó. Dạ. Gặp Lĩnh nhất định em sẽ chuyển lời là chị hỏi thăm Lĩnh. Dạ. Cảm ơn. Đi nghe chị. Cảm ơn thầy. Tôi không có bỏ trốn, ok. Tôi về Việt Nam để gặp cha thôi. Và cha tôi sẽ đầu tư tiếp vào dự án này. Tôi sẽ trả tiền cho anh. Công nghệ của em còn rất mới, khách hàng chưa quen sử dụng, phải mất 10 năm nữa mới thành công. Anh đầu tư cho em vì anh yêu em. Anh biết em rất là có tài, nhưng chúng ta cần phải thay đổi mô hình kinh doanh này lại. Nè, tôi không phải như mấy đứa ớt ơ, hiểu không? Không có thể nào học hành tới giờ phút này xong rồi hả đi làm phần mềm ra để bán phòng cho khách sạn homestay. Ok, tôi cần làm những cái thứ lớn hơn. Tôi có cái hệ sinh thái riêng của tôi. Ai vậy? Ai? Ở sau lưng em kìa. Lĩnh à, em có khỏe không? Trong này ăn uống được không? Sao xanh xao quá vậy? Dạ em bình thường. Rồi ở trong này có chịu đựng được không? Dạ em bình thường. Sao vậy? Bộ có chuyện gì hả? Năm nay em không được ăn bánh kem sinh nhật. Thầy có mang bánh kem lên cho em mà thầy gửi vào phố về á. Em vẫn nhớ. Nhưng sao mẹ không lên thăm em? Thật ra là mẹ em rất là muốn lên thăm em, nhưng mà mẹ em đang bận một số việc, cho nên là nhờ thầy lên thăm em nè. Sao vậy? Trong này tụi giang hồ đầu gấu nó bắt nạt em hả? Bạn thầy có mua giúp thầy bộ sách ngôn ngữ lập trình của Mỹ mới nhất, hay lắm. Mà không biết trong này có cho đọc sách không? Em hỏi thầy là tại sao mẹ vẫn nhớ mà mẹ không vô thăm em? Trật tự đi. Ồn ào quá sẽ không nói chuyện tiếp được đâu. Dạ, xin lỗi cán bộ. Lĩnh, em bình tĩnh là được không? Có những thứ em có thể nói ra thầy cũng không hiểu được đâu. Thế thì vô nào vậy? Nào đây. Nhà đầu tư. Tao nghe trong cái chuyện này có cái tí gì yêu đương ấy. Cái gì? Yêu đương à? Ừ. Cái thằng đó nó mê con thì nghe còn được. Xui cái con nợ nó thôi. Nợ người yêu. Yêu kiểu quái. Song phẳng dữ vậy hả? Đi. Ủa có nói tiếng Việt Nam đó đi không hiểu hả? Yêu đương gì ở đây? Mê con chứ cái thằng đó hả? Con mà thèm. Thật ra mẹ em đang nằm bệnh viện á. Mẹ em bị bệnh rồi thầy. Bệnh sao thầy? Mẹ em có sao không thầy? Em bình tĩnh đi nghe thầy nói nè. Mẹ em nằm bệnh viện, mà là bệnh viện tâm thần á. Sao lại là bệnh viện tâm thần thầy? Mấy hôm trước cha em lại ghé. Mẹ đó! Lĩnh! Em ra được ngoài em giết không á? Lĩnh, nghe thầy nè. Em bình tĩnh lại được không?
chỉ muốn gặp mẹ em thôi. Em không biết nói sao cho thầy hiểu, nhưng mà em muốn gặp mẹ em. Em muốn ôm mẹ em. Có những chuyện nói ra thầy cũng không hiểu được đâu. Thế nó làm cái gì? Kinh doanh gì ở bên sinh đó không biết. Kinh doanh? Chết đi. Coi như con năn nỉ Daddy đi. Con hứa với Daddy á là chỉ với 200 ngàn này con sẽ thu hồi cả vốn lẫn lãi trả cho Daddy. Này, mày dẹp ngay cái dự án ngu si ấy của mày đi. Mày về Việt Nam, mày làm cho tao nha. Không bao giờ, never. Daddy nghĩ sao giờ con học đến giờ phút này, con có hệ sinh thái riêng của con có dự án riêng của con, ước mơ của con. Con về Việt Nam để làm cái gì? Được, mày muốn sang Singapore, tao đồng ý. Nhá. Mày sang đấy mày thích làm gì là quyền của mày. Nhưng trước khi về sinh, mày hãy thanh toán tất cả những khoản tiền nợ tao. Rõ chưa? Daddy à, trước đây mày cần của tao 200 ngàn đô, bây giờ đến hạn rồi. Mày giả tao đi, rồi mày muốn đi đâu thì đi nhá. Con sẽ trả rủ cho Daddy. Ừ. Cho con vài ngày đi. Ừ. Tao hy vọng là mày còn sống để trả nợ cho tao. Chỉ còn có cái này thôi nè là làm được hết đó Daddy. Giỏi lắm, chuyên gia công nghệ của thế giới ảo mà lại ngây thơ trong thế giới thật. Daddy à, Daddy, Daddy, thả con ra đi Daddy. Chị Tám ơi, là lỗi của tôi hết. Lẽ ra tôi giấu nó cái chuyện này, tự nhiên không hiểu sao tôi lúc nói chuyện với nó cái tôi lại nói ra nữa. Chắc là nó giận dữ lắm á. Dạ đúng rồi, nó như muốn điên lên. Đến lúc mấy anh công an vô lôi nó đi là lỗi của tôi. Tôi hại thằng Lĩnh rồi chị Tám ơi. Tôi nghĩ chắc không sao đâu. Trong cái rủi thế nào cũng có cái may mà. Chị nói vậy là sao? Thì giờ nó đang ở trong trại, có muốn làm gì cũng đâu thể làm được. Đợi nó nguôi giận cái đã. Chuyện không đơn giản như chị nghĩ đâu. Tôi dạy thằng Lĩnh mấy năm, tôi hiểu tính nó mà. Tính của thằng Lĩnh á, mỗi khi mà nó giận lên, chuyện gì nó cũng dám làm hết. Nhưng mà đang ở trong tù thì làm được cái gì chứ? Có công an ta canh chừng nó mà. Cũng lại trời cho nó không làm chuyện đó. Thầy nói chuyện đó, chuyện đó là chuyện gì? Không lẽ thầy sợ thằng Lĩnh nó định trốn trại hả? Ui, chị đừng có nói cái chuyện này la nóng người ta nghe là chết luôn á. Tôi muốn trốn trại. Hả? Mày nói thiệt hay nói chơi vậy? Thiệt. Ui, trại giam nổi tiếng là an ninh nhất. Mấy chục năm nay rồi, chưa có một sư phụ nào mà trốn thoát được thành công đâu. Lơ mơ là chết. Thôi đi ngủ đi ông. Làm cái ngày đã mệt rồi không có cười nổi đâu. Ở đó mà còn tấu hài vui nhộn. Ôi, cái gì vậy? Tôi nghiêm túc á. Tôi mất cả buổi trời để nghĩ được cái cách này. Cách gì? Chúng ta sẽ nhờ tên giám thị. Nhờ giám thị? Ừ. Thôi đi ngủ đi. Tên giám thị chỉ là bước cuối cùng thôi. Bước đầu tiên chúng ta cần là có một cái điện thoại. Càng đời mới càng tốt. Điện thoại đời mới? Đúng. Anh Linh! Anh Linh! Anh em cố gắng lên nha. Đập mạnh vô. Đập mạnh vô. Hay quá. Mày có thấy cái tao vừa thấy không? Em cũng thấy cái anh vừa thấy. Hay quá, cố lên. Hay quá, cố lên. Mày nghĩ ra bài chưa? Bài gì anh? Mày nghe nữa. Bài gì nữa? Hành động nhanh đi. Ý anh là... thôi, không có được đâu. Hay quá anh em ơi, cố lên. Cố lên các bạn ơi. Cố lên, cố lên. Đập mạnh vô. Mày dính án gì vô đây hả? Thì móc túi. Nhưng mà em sắp ra rồi, còn có 7 tháng nữa thôi.
tên tao bóp cổ mày không hả? Mày chỉ có cái miệng thì giỏi thôi. Sao mày không làm gì? Không làm tao làm. Anh, em làm. Mày sắp ra tù rồi mà. Cả cuộc đời em móc túi chưa một lần vĩ đại nghĩa cả. Hay quá anh em ơi, đập mạnh vô. Mạnh lên, cố lên, cố lên. Hảo huynh đệ. Mẹ mày, muốn gì? Ai không làm gì vậy? Hả? Đâu có được sao vậy? Mày muốn gì? Ai? Anh cứ làm gì vậy? Ai? Nè, 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 nè. Làm gì đó? Làm cái gì vậy? Đó là mày loạn à? Tụi em giỡn không có gì cán bộ. Ê, đưa đây cho tôi. Khoan, chưa đưa được đâu. Thằng Tám, ra cả. Để cho tao. Nhưng mà sao vậy? Mày còn xanh lắm, để cho tao lo. Đi yên tâm đi, con sẽ trả hết nợ cho cha trước khi con chết. Ok. Được, mày cứ đi đi. Tao đang chờ xem mày rời khỏi cái ổ này thì mày sống ra sao, làm ăn như thế nào. Bố mày đợi nhá. Ê, tới rồi. Đúng là hai tên này rồi. Có chuyện gì cán bộ? Hai anh hồi chiều có phải đánh cắp điện thoại của thiếu úy Hùng phải không? Làm gì có chuyện đó. Dạ, dạ đúng rồi cán bộ. Tụi em có gan cũng dám làm đâu. Chứ lại em sắp mãn hạn tù rồi. Là sao làm được vậy anh? Thôi, lục soát đi. Đồng chí ngồi này, tôi vô toilet. Không, không thấy. Đó, em đã nói với cán bộ rồi là không có đâu. Đứa nào mà làm á, ba má nó chết chùm. Đi. Ê, sao tao mày? Ông thầy gì mà độc địa vậy? Tự nhiên lấy ba má của ai, tự nhiên rủa ba má tôi chết chùm. Ê, ngộ ấy. Tao nhớ mày là mồ côi mà. Chết chùm mới chết lẻ. Có sao đâu. Có lẽ sống lại chết nữa hả? Con vậy thôi. Mà thôi, vậy là mình thoát chết rồi. Bố. Anh ơi. Anh ơi, có sao không vậy? Anh ơi, anh ơi. Từ từ nè,
Thầy coi xài được không? Ngon. Ngon hả? Tao thấy cái này cũng tầm thường thôi. Ê Tú, tao thấy Phúc trưởng trại á có ba cái đời mới ngon lắm mày. Tôi lại anh, lấy có cái này thôi mà tim nó thòng cũng tới đúng rồi. Bây giờ lấy có ông Phúc nữa, coi như là ruột gan nó rối nùi luôn á. Ở đó mà cựa quậy. Em đợi anh chút xíu đi, tụi anh uống xong á thì tha hồ cho em sung sướng. Tao kêu mày em. Bây giờ tăng cuối nha mày. Tới ai đây? Thì chơi công bằng chút xíu đi. Anh tùy đi mày. Tao thắng nha mày. Ê, chê hả? Cái đó là cái duy nhất đó, không có cái thứ hai đâu nha ba. Phải chê. Nếu vụ này thành công thì tôi không biết chừng nào mới được gặp lại hai người. Mày đừng có lo chuyện đó. Gặp lại hay không chuyện nó tính sau đi. Quan trọng là điện thoại xài được đúng không? Ngon. À. Em đẹp lắm. Bất dạy, bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Bất dạy, tao nói tụi bay thả tôi ra chưa? Ba tao mà tới đây là giết tụi bay đó. Thả tao ra. Mày la đi, mày thử coi. Ở ngôi nhà quan vắng này, ai mà cứu mày? Chỉ có chờ mà cứu mày á. Thả tao ra, cứu tôi với, có ai không cứu tôi với? Anh ơi, cho tao nữa. Đừng sợ mày. Cứu tôi với. Thả tôi ra, tôi xin đi người. La đi. Thả tôi ra đi. Tôi có đủ cho người tao. Gái á thì tụi anh chơi nhiều rồi, nhưng từ trước giờ á chưa nào chơi gái như vậy. Anh thử một lần nè. Cứu tôi với. Chết mẹ có người tới. Con còn dưới đây đi. Cởi trói cho tôi đi nè. Đi đi. Cứu con dưới đây đi. Sao? Thế nào? Chuyên gia sống ảo, sống thật có khó không? Con sợ lắm rồi, con xin cha lắm. Cởi trói cho con đi. Sao không dùng cái này mà tự cứu lấy mình đi hả? Con xin lỗi hết đi. Nhưng mà tất cả những chuyện này là do thằng Hùng Leon nó bày ra. Nên thì cởi trói cho con đi. Hay là tiền là lũ rồi đó, khỏi lên. Các ông chơi đẹp á. Cảm ơn các ông nghe. Không có gì á, cảm ơn á là bây giờ vậy. Bây giờ cái vụ mà hợp lòng mà thu hồi lợi của doanh nhân Hùng Leon á, mấy ông mà khỏi lo nữa. Ngày mai là anh ta tới gặp trực tiếp chúng tôi luôn rồi. Vậy ha. Ok không? Giờ giờ chào tạm biệt. Tạm biệt không? Mẹ kiếp. Thằng già đó mà tới chậm chút nữa, tao chơi được nhỏ đó rồi. Mà nhìn nhỏ đó ngon thiệt mày. Mày có biết nó là con của con trai già dữ dằn kia không? Mày cũng muốn sống không? Mà đòi chơi nó. Mày tưởng mày thông minh lắm à? Hả? Ngu lắm con à. Ngô nhàng. Mày là con quỷ không gian ảo và là nai tơ trong thế giới thật. Tao đang có một ý tưởng kinh doanh tuyệt vời. Nếu như mày đồng ý ở lại Việt Nam giúp tao, mày chịu á, thì tao sẽ cứu giúp mày mọi chuyện ha. Không được, con đã nói rất nhiều lần rồi. Con có con đường riêng của con.
Ở Việt Nam bây giờ công nghệ nó rất là yếu kém, còn ở đây để làm cái gì? Trong khi bây giờ con đã tạo được hệ sinh thái công nghệ của con rồi, chuyện thành công nó là sớm muộn thôi, tại sao nó đi cứ bắt con về Việt Nam hoài vậy? Hệ sinh thái công nghệ hả? Này, cái đám quỷ được vừa rồi chưa đi xa đâu nhá. Không được, đấy đi ơi, cởi cho con đi. Mày tự lấy hệ sinh thái công nghệ của mày mà tự cứu lấy mày đi. Con xin về đi đi ơi, cứu con ra khỏi đây đi mà, con xin đi đi, đừng có bỏ con lại đây. Thế nào hả? Thế mày có chịu ở lại Việt Nam mày giúp tao không? Đồng ý không? Quyết định nhanh lên, dân công nghệ thông tin gì mà quyết định chậm thế hả? Thế có định giúp tao không? Thì tao mới cứu mày chứ. Đồng ý không? Có giúp không? Được, con đồng ý. Tốt. Tốt lắm. Được. Mày mà lừa bố mày một lần nữa đừng có trách nhé. Cầm lấy mà làm kỷ niệm. Ra xe. Đứng dậy. Này thằng, dạo này máy tính hay hư quá ha. Đừng ham quá, sẽ hư luôn đó. Cầu mong cho nó mau chất lọt. Báo cáo giám thị, đại văn phòng nhân 683 đến. Được rồi, cậu ra ngoài đi. Rõ. Nhớ anh quá hả cưng? Hôm nay anh có những trò mới hấp dẫn lắm. Chờ anh chút xíu nha. Hôm nay mình sẽ có trò chơi mới. Miêu miêu miêu. Vì tinh. Miêu miêu miêu. Thank you.
Tôi nghe nói hình như là cha cưng với cưng đang có thù hằn gì phải không? Tôi nói cho cưng biết, cha cưng đã nhờ tôi hãm hại cưng đó. Lần thứ nhất là 50 triệu, lần thứ hai 50 triệu và lần thứ ba là 100 triệu. Công nhận lúc đầu á là tôi cũng có ý định là muốn hãm hại cưng, nhưng mà từ khi gặp thì tôi bỏ ra ngay ý định đó. Bởi vì tôi đã đem lòng yêu cưng. Sao giờ này không nghe tin tức gì của thằng Lĩnh như vậy cả? Không biết nó có bị lão Cường bắt lại hay không? Nếu lão Cường bắt lại là khổ nữa. Em chưa bao giờ thấy anh Tám cuống cuồng như thế này. Không cuống cuồng sao được? Nếu như thằng Lĩnh bị bắt lại, nó nặng hơn, tội chồng thêm tội, mày hiểu không? Em năm nay là như 18 buổi xuân, còn tôi là 40. Nhưng không sao, tình yêu mà đâu có phân biệt tuổi tác đúng không? Miễn sao là chúng ta yêu nhau thật lòng là được rồi đúng không? Cưng yên tâm đi, anh yêu cưng thì anh không có ý nghĩ hại cưng đâu. Anh cũng chẳng sợ ông già của cưng và thằng A Thòn xấu xí kia nữa. Anh là ai mà đi sợ? Nè, tầm cỡ của anh á, không sợ cái giang hồ cóc ké đâu. Sợ thì còn ra hệ thống gì nữa chứ. Nó thoát rồi. Sao mày biết? Anh thử nghĩ coi, nếu thằng Lĩnh bị bắt lại thì ông Cường sẽ điều tra về cái điện thoại. Rồi sao nữa? Cái máy tính đó dở ẹt lắm không? Đúng rồi, cái loại đó cũ. Anh đi sắm cho có thôi chứ có bao giờ anh xài đâu. Em yên tâm đi, mốt anh sẽ mua cho em cái loại xịn nhất nhá. Từ chùa mà em lo gì. Súc sinh biến thái. Xem nói với anh vậy. Tao nói mày là đồ súc sinh biến thái. Coi phim đi. Gì? Trời đất ơi, sao mày dám làm vậy? Nếu 10 phút nữa tao không thể ra được khỏi đây, toàn bộ cái clip của mày sẽ được tung lên mạng và tất cả mọi người sẽ thấy được bộ mặt thật của mày. Mày thật mày đó. Thì từ vụ cái điện thoại cộng với vụ hai anh em của mình, mà anh thấy không, hai anh em mình vẫn bình an vô sự thế này thì cái vụ điện thoại chưa bể. Mà cái điện thoại chưa bể thì chắc chắn rằng là thằng Lĩnh nó đã trốn thoát. Chơi kỳ vậy. Anh yêu cưng mà, anh có làm gì hả? Tổn hại đứa cưng đâu. Mày đúng là con súc sinh kinh tởm nhất đời này. Nghe cho kỹ nè, bê đê không phải là một cái tội. Tội lớn nhất của mày là dơ. Xóa đàn băng đây được không? Không, ta sẽ không bao giờ làm điều đó. Tạm ơn đi, xóa hết giùm đi mà. Trời ơi, người ta mà thấy là anh chết chắc luôn á. Hiện tại nó vẫn đang nằm trên trang web ẩn của tao, và nó sẽ được tung lên mạng cho tất cả mọi người thấy để biết bộ mặt thật của mày nếu như... Em làm ơn xóa đi. Xóa giùm anh đi. Em muốn cái gì em cứ nói, anh cũng chịu hết. Mời đi, xóa hết giùm đi mà. Trời ơi. Hiện tại nó vẫn đang nằm trên trang web ẩn của tao, và nó sẽ được tung lên mạng cho tất cả mọi người thấy để biết bộ mặt thật của mày nếu như... Xóa giùm anh đi. Em muốn cái gì em cứ nói, anh cũng chịu hết. Mày nói nha. Tao muốn ra khỏi đây. Đưa tao ra khỏi đây đi. Cái gì? Ra khỏi đây hả? Đúng. Làm sao được? Đó là nhiệm vụ của mày.
Và nếu tao không ra khỏi đây được thì cái clip này cũng sẽ tung lên mạng và tất cả mọi người đều sẽ biết. Chọn đi. Đưa ra ngoài. Rồi khi nào em quay lại? Mày có ngu không? Tao ra được bên ngoài rồi tao quay lại đây làm gì? Không được đâu em. Mọi người là biết là anh bị chết chắc luôn đó. Là biết giải thích sao đây? Đó là chuyện của mày. Tao đã nói rồi, tao không quan tâm. Tao chỉ cần biết là tao muốn được ra khỏi đây. Tao công nhận mày hay thiệt. Hảo huynh đệ. Hảo huynh đệ mà muốn sụm dai. Tao nghĩ đến cái ngày mà thằng Lĩnh nó sổ lòng tung cánh, tao mừng hết biết luôn. Em cũng cầu cho nó được bình an. Thôi thằng nhỏ, gặp nhiều bất trắc quá. Không được đâu. Làm sao làm được? Rồi mọi người sẽ biết. Rồi em sẽ bị lệnh truy nã. Rồi sẽ bị bắt. Rồi cũng quay về đây mà. Đó là nhiệm vụ thứ hai của mày. Nếu bất kỳ ai biết được tao không có mặt ở đây hoặc vắng mặt ở đây thì cái clip của mày cũng sẽ được bung lụa. Không có được. Mày nào không có điểm danh mà. Đó là chuyện của mày. Lĩnh ơi, Lĩnh ơi, con không được chết. À, có một điều quan trọng nữa. Sao nhiều điều quá vậy? Tao còn nghe bất kỳ anh em nào nói với tao mày tiếp tục dẫn các anh em vô cái chuồng heo dơ bẩn này của mày để làm những cái chuyện đồi bại đó, thì cái clip của mày cũng sẽ tung lên mạng. Ai nằm đây có dẫn ai vào đây đâu. Chứ có lần này dẫn mình em vô đây tự nhiên bị ốp sọt đó. Ngưng làm bèm. Tao rất kinh tởm cái giọng của mày. Trả lời ngắn gọn thôi. Được hay không? Giờ em biết rồi đại ca. Còn một điều nữa. Trời ơi, sao nhiều điều quá vậy? Nếu tao ra khỏi đây mà bị bất kỳ ai đánh lén, úp sọt, tông xe như người tao hay thậm chí là làm bất kỳ thứ gì đó để cho tao bị tổn hại thì cái clip của mày cũng sẽ được tung lên. Nhớ chưa? Tất cả những gì tao nói với mày phải ghi nhớ, phải luôn nhớ. Còn bây giờ thì đưa tao ra khỏi đây. Bây giờ hả? Đúng. Nhanh! Chấm như rùa vậy. Hồi nãy mày nhảy múa hay lắm mà. Chơi kỳ. Thật mặc đồ sai mấy vậy? Ám mờ quần 39. Tôi không giấu nàng. Các người đừng bắt tôi nói. Bố không biết là bố. Buông tôi ra đi. Buông tôi ra đi. Tôi không giấu nàng. Tôi không biết gì hết. Lạnh ơi. Chị bình tĩnh lại. Chị Lan, chị bình tĩnh lại chị Lan. Chị bình tĩnh lại chị Lan. Hôm nay Giáng Thị về trễ vậy ạ? Hôm nay làm việc sổ sách nhiều quá, thế mà tôi về nghỉ sớm. Ủa, Giám Thị đi với ai vậy ạ? Trần Minh chứ ai. Đi nha. Đi dừng. Ủa? Ở đây, ở đây. Ủa? Dừng. Ủa? Nhà em gần ở đây hả? Mà nói dừng là dừng, đừng có nói nhiều. Về đi. Nhớ kỹ là tao dặn đó. Trời ơi, em nhớ rồi đại ca. Đời em là nhớ nhất là chuyện này đó. Làm sao em dám quên được. Đi đi. Đi.
Tám. Thôi nè. Trời đất ơi, thằng Linh, sao sao bị lại ở đây? Trốn chạy về. Cái gì? Trốn chạy hả? Tám. Trời ơi, vậy là thầy Tâm đón chúng hả? Mẹ tôi đâu? Theo Thiếm. Linh, ba ngày rồi mẹ con mới được ngủ vậy đó. Linh, con đi đâu vậy? Kiếm mộng. Trời ơi, cứu ơi là cứu. Con nghe lời Thiếm Tám, con đừng có làm chuyện nông nổi. Chuyện chưa đủ buồn hay sao mà con tính nghe chuyện nữa hả? Chính Mộng là người gây ra tất cả những chuyện này. Giờ nhân nào phải gặt quả đó, tôi không thể ngồi yên như vậy được. Cứu ơi, con nghe lời Thiếm Tám, mình về nhà rồi bàn tính kỹ đi con. Mày làm chuyện nông nổi thì tội chồng thêm tội, tới lúc đó vô tù rồi không có ngày ra nghe con. Con nghe lời Thiếm Tám, về nhà bàn tính lại đi con nha. Con mà con làm chuyện gì á, mẹ con sẽ buồn thêm đó. Nghe lời Thiếm Tám đi con. Tôi đang ở đây, nhưng mà trong danh sách thì tôi vẫn còn đang ở trong trại. Mày nói cái gì mà Thiên Tám nghe lùng bùng cái lỗ tai, Thiên Tám không có hiểu gì hết á. Dài dòng, rất nhiều chuyện xảy ra không thể nào kể hết được. Nhưng tôi chỉ biết chắc điều là tôi không muốn quay lại trong đó nữa. Trời ơi, con quay lại trong đó, con ở đây, con chờ người ta tới, người ta thấy con rồi người ta báo công an bắt con hay sao? Bị điên, tôi còn không có ngu. Tại sao phải ngồi đây chờ chết nhá? Tôi sẽ bỏ xứ này tôi đi. Thôi được rồi, bây giờ con ngồi đây, con chờ Tám chút xíu nha. Con đừng có đi đâu nghe. Thiếm Tám đi về nhà rồi Thiếm Tám qua liền nghe không? Chờ Thiếm Tám nghe không? Thiếm Tám thấy con suy nghĩ như vậy thật là đúng. Con phải đi đâu đó thật xa, đừng để cho người ta biết là con trốn trại. Nghe Thiếm Tám dặn nè, tuyệt đối không được đi tìm ba bay nghe chưa? Tôi muốn tìm ông trả hết món nợ mà bao nhiêu năm qua ông gây ra cho mẹ con tôi nè. Con ơi là con, mày chỉ mới 18 tuổi à, mày còn non nớt, suy nghĩ nông cạn. Con tìm gặp ổng á là thế nào cũng xảy ra chuyện cho con coi. Còn nhớ chuyện vừa rồi không? Có giải quyết được cái chuyện gì đâu, chẳng có làm được gì ổng hết trơn. Mà bây còn phải đi tù nữa, có phải thiệt thòi là mẹ con với con hay không? Nhưng mà con nghe Tám nói nè, đợi khi nào con lớn thêm chút nữa, khôn ra một chút, tới lúc đó mày làm gì tao không có cản. Con hiểu lời Thiếm Tám nói hay không? Vậy thì được. Đây là cái số vàng 7 cây với 3 chỉ vàng mà má bay gửi cho Thiếm Tám. Giờ Thiếm Tám giữ giùm, sợ để ở nhà rồi ông hổng về ông tìm ông kiếm rồi ông lấy. Bây giờ Thiếm Tám đưa cho con. Con đi đâu đó thiệt là xa, tìm nghề ngỗng gì đó rồi học, ráng sống, sống cho tốt, không có để cho người ta biết là con đang trốn trại. Đợi khi nào con đủ tuổi rồi đó
thì con hãy quay trở về đây. Hết hạn tù rồi con hãy quay về đây. Muốn đi đâu hả? Chỉ muốn ở đây với mẹ thôi thôi. Mẹ ở lại đây thì mẹ có làm được cái chuyện gì đâu. Con thương mẹ thì con phải sống tốt, con phải nên người. Nghe thím Tám không? Còn đây nè, còn đây là giấy tờ nhà của mẹ con. Thím Tám sẽ giữ ở đây, đợi khi nào con về rồi thím Tám đưa lại, được chưa? Cô à, con nghe thím Tám dặn nè, ráng sống cho tốt. Muốn làm cái chuyện gì, mày trưởng thành rồi thì tới lúc đó mẹ mày mới khỏe mới vui được chứ. Chứ mày mà hư hỏng, mày làm cái chuyện gì bậy bạ, nó chỉ có nước chết gì buồn thôi à. Dạ, tôi có hư hay không hư gì chăng nữa mẹ tôi cũng đâu có biết cái gì đâu. Mẹ tôi điên mất rồi, làm gì mà biết buồn vui nữa. Không có được suy nghĩ như vậy. Đời chó đẻ à. Ông trời, ông không có chặt đường sống của ai bao giờ hết. Con phải lạc quan lên. Mày cứ suy nghĩ bế tắc như vậy thì cuộc đời chỉ vùi xuống bùn nhơ thôi. Đời tôi nó thối như con mèo vậy. Làm cái gì thì nó cũng không thơm lên được tiếng nào. Nín đi, không cái gì là mẹ. Trời cũng gần sáng rồi, thôi con lo sửa soạn chuẩn bị mà đi đi. Để không thôi người ta phát hiện, tôi kêu công an lại bắt được con khổ thêm. Về hả? Chứ bay chưa đi, sao Tám yên tâm về được? Về đi, con lo cho tôi. Cú, con tính đi đâu? Đi Sài Gòn, ở đó có bạn tôi. Lo cho mẹ tôi giùm nha. Báo cáo giám thị, có chuyện rồi. Chuyện gì? Có chuyện gì mà la lớn vậy? Báo cáo giám thị, phạm nhân 683 đã không còn trong trại nữa. Cậu đã nói chuyện này cho những ai biết rồi? Dạ, báo cáo. Sáng nay, sau khi điểm danh để kết thúc phim trực, thì tôi phát hiện được sự việc.
Tôi hỏi là cậu đã nói cho những ai biết rồi? Báo cáo, giám thị là người đầu tiên. Tôi dặn cậu chuyện này, đây là chuyện mật, chuyện rất quan trọng. Nhớ, cực kỳ quan trọng. Không để lộ ra ngoài nghe chưa? Thằng Lĩnh á, nó có khả năng về máy vi tính rất là tốt. Tôi biết, tại tôi thường thấy nó xin giám thị sử dụng máy vi tính. Trong thời gian qua tôi cũng đã kiểm tra về trình độ máy tính của nó. Quả nhiên cái trình độ tin học của nó quá cao. Cho nên tôi đã báo cáo chuyện này lên cấp trên. Và Bộ Quốc phòng cũng đã sắp xếp cho nó gia nhập vào đội quân công nghệ, chỉ chuyên làm những nghiệp vụ mật mà thôi. Vậy thì tốt quá rồi. Quá tốt chứ. Tôi hiểu rồi. Cho nên thường ngày cậu cứ điểm danh nha, coi như nó đang thụ án ở nơi đây bình thường. Còn sổ sách chứng từ gì á, cậu cứ đưa cho tôi ký. Nhưng cái gì? Tôi ký, tôi chịu trách nhiệm cho, được chưa? Báo cáo, được. Mà tôi dặn rồi đó, đây là chuyện bí mật, đừng để lộ ra ngoài nghe chưa. Lộ ra tôi với cậu nghỉ hưu sớm á. Rõ. Thôi đi làm nhiệm vụ của mình đi. Rõ. Cưng chơi anh cú này quá hớp rồi Lĩnh ơi. Xe ôm không em? Xe ôm không? Anh cho tôi hỏi đường Hoàng Hoa Thám đi đường nào vậy? Tân Bình hay Bình Thạnh? Ủa? Tôi hỏi đường Hoàng Hoa Thám mà Tân Bình hay Bình Thạnh là sao? Thì đường Hoàng Hoa Thám á, nó có ở Tân Bình hay Bình Thạnh. Còn Đề Thám á, thì nó nằm ở quận nhất. Em muốn hỏi cái gì? Tôi muốn hỏi đường Hoàng Hoa Thám ở đâu? Thì anh nói rồi, Hoàng Hoa Thám nó nằm ở Tân Bình hay Bình Thạnh. Còn Đề Thám nằm đây nè. Em đi nè, quẹo mấy cái quẹo nữa. Đường á nằm trong miệng á. Muốn gì đi hỏi tiếp người ta đi. Ở đây ngộ ha. Dân Sài Gòn có khác. Xe ôm mụn chảnh nữa. Toàn dân tứ xứ không à. Kiếm người Sài Gòn xịn khó lắm á. Mà hả, hỏi ta mấy câu chớ quớt không à. Muốn hỏi á thì phải hỏi biết đường chính xác rõ ràng để mà kiếm, chứ không đi quanh cả ngày kiếm chẳng ra đâu. Ông có vẻ giàu có ha. Thấm tháp gì so sánh gì với tương lai của chúng ta. Lời hợp tác làm ăn của ông làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Tôi hiểu. Tôi biết cậu là một người làm ăn chín chắn, có suy nghĩ, cẩn trọng, chứ không như là con Linh Lên nhà tôi nông nổi, thiếu suy nghĩ. Tuy nhiên, mô hình làm ăn mà ông đưa ra rất có tiềm năng. Tôi, cậu, con Linh Lê, mỗi người có mặt mạnh riêng. Con Linh Lê thì giỏi về công nghệ thông tin, cậu giỏi về đầu tư, kinh doanh bất động sản. Còn ông? Ủa, bộ trùng tên nhiều lắm hả? Vậy thôi, mốt tôi tặng cho cái tên của tôi nè, chứ thiếu gì tên không đặt. Tôi tặng cho tên của tôi, đặt tên được. Mày là danh nhân hay anh hùng cứu quốc mà đòi hả lấy tên của mày đặt cho tên được? Tôi... Cái tên của mày á, chỉ là thằng nhãi ranh thôi, quăng xào rác. Nè, anh vừa phải thôi nha, nãy giờ tôi nhìn anh nhiều lắm rồi nha. Mai mốt tôi làm dĩ nhân cho anh coi. Chắc dĩ nhân không? Chắc. Biến dùm đi. Mới sáng sớm xui xẻo đâu không.